Mỹ nhân Việt sau khi tan vỡ hôn nhân, người siết vòng eo thon hơn cả tiểu tam, người sắm biệt thự hoành tráng cho con trai. Hôm nay mẹ có một cái điều rất là đặc biệt dành cho Si, là mình sẽ đi về. Mẹ bữa giờ mẹ không có cho Si coi, sẽ cho Si bất ngờ cái căn phòng của Si và tất cả những cái đồ đạc trong nhà. Diệp Lâm Anh trở lại cuộc sống độc thân hậu ly hôn. Diệp Lâm Anh tập trung vào công việc kinh doanh, chăm sóc hai nhóc tỳ và dành nhiều thời gian cho bản thân. Cựu người mẫu chăm chỉ đăng tải hình ảnh cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội và được hội chị em khen ngợi hết lời khi nhan sắc cùng dáng vóc ngày càng lên hương. Vòng eo săn chắc thon gọn 0% mỡ thừa của mỹ nhân 8X khiến dân mạng xích xoa ngưỡng mộ. Thật khó tin khi vòng eo này thuộc sở hữu của bà mẹ hai con. Được biết, Diệp Lâm Anh từng gây ồn ào bởi ly thân với thiếu gia Đức Phạm, tưởng chừng mỹ nhân 8X sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn sau khi gả vào hào môn. Nhưng đáng tiếc lại đứt gánh giữa đường bởi sự xuất hiện của người thứ ba, Hòa Minzy. Hậu chia tay, ngoài việc chăm sóc con cái, nữ ca sĩ cũng dành nhiều thời gian cho công việc, tất bật với những dự án riêng. Đặc biệt sự tham gia của Hòa Minzy trong một chương trình về quân đội được kỳ vọng sẽ là nhân tố hút fan nhất nhì chương trình. Bà mẹ một con đã khiến người hâm mộ cười ngất với những biểu cảm siêu đáng yêu, được người xem ưu ái đặc biệt danh là thánh biểu cảm. Còn về khoảnh khắc đời thường, theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ sinh năm 1995, người hâm mộ dễ dàng nhận ra người đẹp có nhiều sự thay đổi trong phong cách thời trang. Theo đó, cô dành nhiều cảm tình cho những bộ váy đầm nữ tính trẻ trung, những thiết kế mang họa tiết hoa nhí, bèo nhúng được cô lan xe nhiệt tình. Hòa Minzy vẫn xuất hiện đều đặn, thường xuyên trên mạng xã hội. Giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu bên cạnh quý tử nhỏ. Với thân sắc tươi tắn, rạng rỡ, cô đi du lịch nhiều nơi để tận hưởng cuộc sống và con trai chính là động lực để Hòa Minzy cố gắng mỗi ngày. Trương Quỳnh Anh sau hôn nhân đổ vỡ, Trương Quỳnh Anh thậm chí còn đắt show hơn trước. Đầu năm 2022, cô nhận lời mời tham gia một chương trình truyền hình cùng với các anh chị em nghệ sĩ khác. Nữ nghệ sĩ không chỉ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều chương trình truyền hình mà còn lớn sân sang YouTube. Kênh Trương Quỳnh Anh Official đã có hơn 46.000 lượt đăng ký và hầu hết nội dung các video đều là chia sẻ cuộc sống hàng ngày của cô và con trai. Trên trang cá nhân của Trương Quỳnh Anh từng bật mí về căn nhà mới tậu. Đây là món quà bất ngờ cô chuẩn bị cho con trai cưng. Đây không phải là căn nhà đầu tiên người đẹp năm 1989 mua sau khi ly hôn với Tim. Trước đó cô nàng cũng đã đưa con trai dọn ra khỏi nhà chung với chồng và đến ở một căn hộ khác cũng đầy đủ tiện nghi không kém. Nhưng so sánh với cơ ngơi này thì không sánh bằng. Phạm Quỳnh Anh hậu ly hôn với ông bầu Quang Huy, nữ ca sĩ quay lại sân khấu sau nhiều năm lui về hậu trường chăm sóc gia đình nhỏ. Giọng ca Tất Cả Sẽ Thay Em cho ra mắt nhiều sản phẩm mới, chăm chỉ chạy show kiếm tiền nuôi hai con. Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh cũng trao chuốt cho ngoại hình nhiều hơn. Cô được dân mạng khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc. Tin đồn Phạm Quỳnh Anh được tình trẻ cầu hôn lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Nghi vấn bắt đầu từ khi nhóm bạn thân Gia Đình Văn Hóa gồm Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Kiều Lê, Minh Hằng v.v. bất ngờ đăng tải hình ảnh với dòng chữ Marry Me. Bản thân Phạm Quỳnh Anh cũng đăng tải và được cho là nữ chính của buổi cầu hôn trên. Không chỉ vậy, giọng ca 8X còn dính nghi vấn mang thai với tình mới khi liên tục để lộ vòng hai lớn bất thường trên sân khấu. Dân mạng liên tục soi ra những chi tiết Phạm Quỳnh Anh cố tình mặc những bộ trang phục giấu dáng và có hành động che chắn. Có thể thấy, ly hôn hay tan vỡ không phải là dấu chấm hết đối với người phụ nữ. Điển hình như những nghệ sĩ Việt trên, sau khi bước qua cuộc tình đứt gánh, họ đều ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, thành công, minh chứng cho câu nói phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.